Chào cô chú anh chị và các bạn nha. Nay là vừa tròn một tháng này, 15 tháng 7, 15 tháng 8. Cũng 30 ngày là xuống cái giống đây. Thì cái cây này thì 12 ngày mới ngắt ngọn này. Lên tất cả đây. Lên được mấy phân. Đây là chậu 60 lục lòng. Còn bên đây là nhớ lầm là 7 hay 8 ngày vậy đó là ngắt ngọn thì nó cao lên nói chung là trên 10 phân nè, có khi 15 phân cũng có đó. Vậy mình không quan trọng, mình ngắt sớm thì cây nó cao. Đó, như là này, trước mặt là nhìn thấy cái chậu đây với cái chậu đây là thấy khác biệt không? Đó, ngắt trồng cùng một lúc chậu 50 lọt lầm với 60 lọt lầm là ngắt trước hơn chục chậu là tại vì đây là có người đặt là đưa lên cân chiều cao đó, mình ngắt trước. Còn cái đây là ngắt sau. Trên lệch 3 ngày mà thấy ghê không? Lạ lên cỡ đây. Thì xin chia sẻ thuốc phân bệnh như thế nào thì giờ nói luôn. Thì cái hoa của mình là trồng hôm rằm tháng 7. Tới bữa nay thì cho ăn là bữa nay là con được 3 cự phân. Là một tháng là cho ăn mới 3 cự phân tại vì mua nhiều mình không cần thiết là cho ăn nhiều. Chủ yếu là ngừa bệnh á, ngừa bệnh nó hình như là 4 lần. Là ngày hôm kia là ngừa rồi. Ngừa bệnh là tí nữa chia sẻ cái thuốc ngừa bệnh luôn nha. Giờ mình xem đồng quách cái vườn của mình nha. Đó là chậu 50 60 lục lầm rồi đã đi qua bên cái chậu 40 trồng hôm mùng 1 tháng 8 mà ngắt ngọn rồi mình đi như thế nào thì chia sẻ cô chú anh chị luôn tham khảo nha. Đây giờ vô cái đoạn giữa này do mình đi lại khó khăn nha. Đây chậu 5 lục lầm. Chậu 5 lục lầm này. Lên trồng 45 cây. Bây giờ cây nó cũng đang bắt đầu là đi lên màu xanh mượn gà là đang phát này. Do trời mưa quá, không mình chỉ ngừa bệnh thôi chứ không có đi dưỡng nó được. Đi dưỡng thì mới ngày hôm qua tí nữa đâu lại chia sẻ thuốc luôn à. Giờ vô cái đoạn giữa. Đây này. Rồi qua cái chậu kia. Hàng 40. Đây, giờ mình vô chỗ chậu 40 rồi. Hai ngắt ngọn hôm ngày mùng 8 trong mùng 1. Mùng 1 tháng 8. Cái này là 15 ngày rồi này, là mùng 8 ngắt ngọn này. Thì bữa nay cũng được 7 ngày là nó bắn lên thật ở đây. Cây mình nó yếu nha. Đây này cái lá này nắng hơi chá nhưng mà cái lá đây hiện tượng đây là do mưa nhiều một phần và nó bị thiếu magie kẽm. Thì nói chung bổ sung vi lượng, mình cũng có bổ sung vi lượng là hôm tứ phân là cũng từ từ nó lại thôi chứ mình không có xịt được. Bữa là tứ phân là kèm vi lượng vô cho nó. Đỡ đợt sau là sẽ xịt magie nữa. Nói chung nó đang xanh lại đó này. Còn cái chậu đó là đầy đủ dưỡng chất rồi. Nói chung nó chỉ có vài chậu thôi. Mình bổ sung vi lượng vô là ok. Thì bây giờ chia sẻ của chú anh chị ra mấy bông mình thuốc trang như thế nào thì mình lên chia sẻ như thế đó nha. Là mình mở túc cái kia mấy cái vỏ ra đỡ mình lấy. Thì hôm mà nó bị cái bị phòng ngừa gì thối thân thối rễ đốm lá bả trầu á thì mình kết hợp như vậy này, nhiều anh em cũng chỉ thì mình lấy cái thằng đây, thằng Amitatop mình cộng với Daconin. Đến đây thì nó cũng theo khuyến cáo thôi là nó 20cc trả lại cho anh em mình 20cc là cái đây cái gói này thì mình chia cho hai bình ngừa phối luôn á, là mình nửa mình đây dưới mình cầm một gói khuẩn đó, gói khuẩn là mình đi cách đây 7 ngày ạ. 7 ngày là trời mưa do là bị cái lá nó đốm đen nó giống như bị móc nó thúi nhũng á, cái lò đó nó lan rất nhanh là mình xịt là nó đứng liền rồi nó đứng xong xuôi. Rồi là ngày hôm kia cách đây 2 ngày thì không có xịt thành Amitatop nữa mà chỉ ngừa nó thôi. Ngừa nó thì đi hai ngày này. Thì trời mưa nhiều quá thì mình cộng thêm thằng bám dính.
À, bấm dính nó khoảng 15-20 phút rồi ok nè. Xong cửa bệnh. Cửa bệnh thì ngày hôm qua cũng tranh thủ đăng clip ra video, nhưng mà mưa quá cứ tranh thủ là xịt không. Hôm nay nắng nắng ráo thì ra làm quay cho cô chú anh chị xem. Còn về sau rồi là mình xịt hai thằng này. Nó vẫn cầm buồn ngày hôm qua, nó trời cũng âm mưa cầm bám dính. Là sau sau rồi bám dính và cầm luôn cả cái amino. Từ hôm xuống cúc đó hôm nay là đúng 1 tháng nè, mà ngày hôm qua mới là đi amino thôi. Amino thì cầm chung với thằng vi lượng, đã bổ sung vi lượng, thay vì magie không có magie thì mình đi vi lượng là nó cũng là đủ rồi. Thành ra là điều hòa sinh trưởng này đó, nó điều hòa sinh trưởng nó cũng có vi lượng, nhưng mình phối hàng ngày luôn. Là cái đọt của mình sợ nó lép keo á, cho nên mình đi luôn cả thằng hỗn hợp luôn này, tung chòi mập đọt là mình đi bộ ba đây này. Đó là bàn này là ngày hôm qua mới, là từ khi trồng tới bữa nay là đúng 1 tháng này, là ngày hôm qua mới đi đi ba thằng này với cộng với sau ra bà tỷ. Nói chung là cũng ổn đâu, tại mình không có triệu chứng bệnh. Thì bệnh hôm bữa là bệnh đốm đen này, mình có xịt Aleve này, rồi khuẩn với Dacunin, rồi còn ngừa lại thì chỉ đi hai thằng đây thôi. Mình ngừa lại mình đi hai thằng đây cũng im nào, hoặc là mình đi một mình nó Dacunin được. Nói chung ngừa là mình đi đơn thôi, không cần phối. Thì mình chia sẻ như thế nào thì ai làm như thế nào thì chia sẻ cô chú anh chị xem tham khảo nha. Còn phân ngày mai đây này, thuốc nó xịt mình còn dư ra đó, thì ngày mai là mình tưới. Năm nay mưa nhiều cho nên là tưới nó là đây cộng khoảng 3 lạng humic này, 3 lạng humic thôi, do đợt trước cũng đi humic nhiều rồi, 3 lạng nó. Rồi cộng với phân, năm nay đi phân thì đi phân mưa nhiều cho nên mình đi 3 số, trộn mới vừa ngâm này là 2 kg ngâm rồi. Ngày mai đi thì thường thường như vậy là cho ăn phân là được rồi này. Bên đây thì chưa cho ăn phân, còn bên kia thì được 2 cử rồi. Bên này thì mới trồng 1 tháng 8 thì được 1 cử phân này nhá. Kế bên kia đây thì ăn ít. Còn 4 lá thì ngày hôm qua mới xịt rồi, sau rày xong xuôi là mình sẽ cho nó ăn khoảng 2 bữa nữa thì đi phủ nó một lớp nhẹ nữa. Do năm nay thời tiết mưa nhiều cho nên là buộc phải ngừa bệnh là chính. Chứ còn cái lá lá lớn nó thì cho ăn phân đủ lực là lá nó lớn, ra phân đủ lực là cây nó cũng bự lắm, chứ không cần phải xịt mập thân mập chồi nhiều đâu. Cái cách mình đi như thế nào mình chia sẻ như thế đó thôi. Thì đó, 1 tháng rồi giờ mưa mới đi cho nên cây mình hồi nãy lúc đầu quay ở ngoài kia thì nó hơi ốm. Ốm thì do là mưa nhiều cũng không cho ăn phân được này. Nói chung là 1 tháng là mà cho mới có 2 cử phân à. Cho nên là nó hơi yếu. Này rửa đủ mạnh à. Thằng này thì tốt hết. Tầm giờ này thì là ngừa bò tỉ nhện đỏ là chính nha. Rồi mình đi phân bánh kéo đọt cho nó lên đi 2-3 mầm. Thường thường cái cúc là nó chỉ là 2 mầm là chính thôi. Chứ cái mầm mầm thứ ba thì đường nào nó cũng phải bị lép hết. Cho nên là mình xịt cho nó lên đồng loạt. Mình để im cho cũng có tỉa nha. Nếu có thời gian thì mình tỉa, mình chọn mầm mà phải tỉa thì phải xịt ngừa bệnh rồi. Nói chung nhớ không là thời tiết này nó nguy hiểm. Rồi video của nó cũng hơi dài. Thôi chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn nha. Thì bây giờ là họ mình đây xem tổng thể cái vườn của mình là 350 chậu này. Còn số 50 chậu đỡ ngoài kia chưa 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 trồng kịp. Giống thì mình ngắt ra rồi. Thì có gì thì chị dẫn thêm nha. Chẳng qua là kênh này khi chia sẻ lên là làm như thế nào thì chia sẻ cái đó, chứ không dám chị dẫn một ai hết. Rồi có phương án nào hay, xịt những thuốc gì khả quan nó nhẹ vốn của mình, làm bông mà mình tính thế nào thì nó cứ đầu tư làm sao cái chậu cúc là tối thiểu là nó phải chậu rồi đầu tư công cán tới hồ lên chậu hoa chi phí được hết thì nằm cỡ 120 trở lại thì mình mới lo được, là tổng thể 1 chậu. Rồi chào tạm biệt, hẹn tất cả cô chú anh chị video sau nha, xin cho kênh 1 like nha.